Pì nọn xương điếp, hạt then đàn tính, lẽ bản sắc văn hóa quỷ pèng của dân tộc Tài Nùng rú Bắc Cạn, và đẩy chướng chắp ao xe, trang lai tời quá mà. Văn xếp nhì bươn xếp nhì, quy song xiên xếp cầu, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc, lọng tắt lễ UNESCO, đã ghi danh di sản. Thực hành then của cần Tài Nùng Thái rú Việt Nam, khảo danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhọng vẹn, mưa chướng chắp di sản then càng đẩy tỉnh Bắc Cạn khảo lim đây. Trang hạt then, nắm xỉu đẩy, lè nghe đàn tính, thình nhạc cụ chăn đây sướng, đẩy hét óc tứ bại giường sặn mì của tỷ phuông. Trang chỉ đạo quá, rú tỉnh Bắc Cạn, vận mì lai nghệ nhân và bại cần nát điếp hạt then đàn tính, hét óc bại nghé đàn, xe ao, xe khai hử bại cần nát điếp lẻo điệu dân ca, then tính của dân tộc. Trài nông quang hảo, rú xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, lè cần nâng, vẹn tì. Lang này, mời phía nọng xài tỏn trồm lọ hơn, mưa việc hét óc, nghé đàn tính. Sáu khiêm sầy nát điếp nghệ thuật, ết là nghệ thuật dân tộc, nát điếp lẻo điệu hạt then đàn tính của dân tộc Tày, nát điếp mưa văn hóa của dân tộc Lầu, tì phuông Lầu. Trang bại pi quả mà, trài nông quang hảo, dân tộc Tày, dù bản khuẩy luông xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, đạ táng xa thắp và son tứ lai cần, xe hét óc nghe đàn tính, dì xe tức và xe âu khai hử lai cần, nát điếp hạt then đàn tính, trang tỉnh Bắc Cạn và lai tỷ phuông đai, trang tặng nước. Trài hảo hử chắc, có nảy, trai cùng nắm chắc lai, mở hạt then, đảm tính. Lươn trai cùng nắm chứ cả, mì truyền thống, hạt then. Tọ lăng bừa ao mìa, lại cần nát điếp, hạt then đảm tính, tẩm tứ, nhằng en. Bừa mà hết lùa, hết mìa của trai hảo, ăn vằn. Mìa của trai, vận sườn xì hạt then, đảm tính. Sàng đại tình tiền then tính của mìa cỏng sóng niêm van ăn vằn. Trài cung táng son lai lẻo điệu hạt then đàn tính. Xài mìa bay biểu diện, rú bại hội thi hội diện, bại sự kiện rú tỷ phuông. Biểu diện, rú bại vằn hội hè chiêng chết. Lăng xỉ nâng, trài đạ tình thông việc, hết đàn tính, xe hử đang lầu và bại cần trang lườn dùng. Quá tì, hăn lai cần xa dự, tạt dự, trài đạ lồng xim hết đàn, xe khai. Xe hết đẩy nghe đàn tính, trài đạ xa tháp ngồi, vạ son thêm tứ bại nghệ nhân, hết đàn tính trang vạ nọc tỉnh. Trài hết đàn tính, tứ bi song xiên xếp chết. Sáu sổ chèn pan tàu đú, ao óc, xe dự bầu đàn, dây cước, máy móc, xe hết đàn. Sáu thuần thầy nhì xếp triệu mân. Thăng này, xưởng hết đàn tính của trài nông quang hảo, đã mì việc hết hử tứ sam thân xí cần trang bản, hết việc, xa đẩy chèn, ăn bươn. Ết lẽ khảo xì sở này, xưởng hết đàn tính của trài hảo, phấn lai hết đàn, khai hử bại dự án son tại hạt then đàn tính, rú bại huyện, thành phố, và khai bay khóp bại tỷ phuông trang tảng nước, bẹn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai. Bại pi tàu đú ngám hết đàn, xưởng hết đàn tính của lườn trài hảo, tam hết nội. Phấn lai lè hết hử bại cần nát điếp hạt then đàn tính, rút đi phuông mà dùng. Bại nghe đàn tính đẩy hết đây, mòn lèng, cỏng sóng. Âm thanh đây và đàn cùng ngồi chăn cả đây sướng, càng vằn đàn tính của trài hảo hết óc, càng đầy lai cần xa dự. Tứ bại nát điếc hạt then đàn tính, thăng bại dự án chướng trực văn hóa, xài tạt hử trài hết đàn. Vạ nghe đàn tính của xưởng hết đàn, của lườn trài hảo, bay khóp thuần tặng nước.
của cái chính khe hết đàn, lẹ nghe bầu khứ. Khe mì đẩy bại nghe bầu khứ hết đàn, chài đạ son cả, cáp sáu bì nọng rú sổ tí phuông nằm. Vạ chài dự liệu bầu khứ, hử bì nọng thân bừa đẩy củ. Sảng nằm rú xạ mỹ thanh, chài nhăng cáp sáu, hạng chục lườn rú bại xạ phi hương vạn dương phong huyện Tạch Thông. Nằm bầu, vạ cam kết dự liệu bầu khứ hử bì nọng, thân bừa bầu cải, vạ đây hết đẩy đàn. Chào việc hết vạ mì thu nhập hử pì nọng. Khảo sĩ sở này, phua mìa trải hảo, nhăng táng nằm bầu, sáu quạng sam pung rú tỷ phuông. Trải hảo hử chắc, nằm bầu rú búng điên tỷ phuông, hăn ngám hạp vạ khót lai nghé, bầu cải đây. Sướng sim sẽ mì đẩy bại nghé bầu đây, thác khứ sẽ hết đàn tính. Xuân bầu của trài tỉnh cạ, đẩy quạng song xiên nghé bầu. Trang sổ này, lược đẩy phấn lai nâng, xe hết đàn tính. Bầu nằm đẩy hả bươn, lẽ đẩy củ. Trài hảo cạ, thân này mưa hết nghé đàn tính, nắm tan lẽ nát điếp. Mà đạ pèn, nghề hết kiên chính của lườn trài. Tròi trang lườn, mì việc hết, mì đẩy thêm chèn cúa. Vạ nhằng mì việc hết hử lai pì nọng tì phuông, vạ pì nọng cáp hạp nằm bầu. Xong lên năm chủ động để ăn nguồn nguyên liệu nên là khám pi này mang còn khói lên khói chủ động năm vợ chăm sóc thế đấy bảy ăn bầu thế đạt chất lượng đạt kích cỡ và độ dày. Xong lên lầu chủ động để ăn nguồn nguyên liệu. Với chúng ăn có bầu này thế cùng hợp và khí hậu sao và thổ nhưỡng của địa phương lầu nằm cùng chăm sóc đây cùng ngày cũng đơn giản cũng năm dẻo lai kỹ thuật lai và mỗi vụ tê kéo dài khoảng thi bươn nâng há bươn và hơ thu thân thong thân tham lứa hãy chăm đây để đau để tham lứa. Xe hết óc đầy nghé đàn tính, lè cần hết, lèo mì xiêm sầy, tẩy nài, tẩy khỏ, lèo mì lai mừ, và ết lè chắc tức đàn tính, lè trắng thầm âm, đẩy âm thanh chuẩn, trải hảo lè cần chắc tức đàn, chắc hạt then, nhọc bèn, mưa hết đàn tính, lè nắm trừ cả khỏ lai. Mái bèn, xe hết đẩy nghé đàn tính, ngòi sướng, đây, âm thanh chuẩn, mòn lèn, lè cần hết đàn, lèo thẩm âm và đúng sáu khuôn mẫu của nghé đàn chuẩn. Mưa hết nghé đàn tính, cùng mất lai công đoạn. Bẹn lược bầu đàn, cần đàn, nả đàn, đài, mạ, su đàn, cót đàn. Trang tỷ bầu đàn chính, lè bại nghé bầu nằm, lăng bứa bầu cải, khen đây vạ ké, lè xe khứ. Lăng tỷ trắng ao mà hết đàn. Cần đàn, lẽ ao bại thình mại khen, mắn và nắm mọt mà hết. Nhàng dây, lẽ dùng dây cước, dây tơ tằm. Mái bẹn cả này phấn lai pì nọng tan dùng dây cước. Lăng vừa hết xong bại việc cần diếu. Lẽ cần hết đàn tính, tèo trang trí. Khắc bại tua nộc, tua luồng. Bại thình biót, tình nghé đàn tính. Vạ xài mì ý nghĩa của te. Tăng mưa tâm linh và nghệ thuật. Cũng xuất phát từ nghe niềm đam mê hát then, đam mê then tính của cần tài lâu. Còn lại chẳng bắt đầu là hết mà thế lúc ban đầu hết mà thế dùng. Còn lại qua thời gian, quá trình thời gian lai cần mà nhờ lâu hết là bắt đầu chẳng hẳn ăn mẫu má tới đây ăn tiếng của đàn thì hay lấy chẳng lại gần tật tới lời chẳng bắt đầu là chẳng hết đàn thì cung cấp ở bảy kỳ nọ. Lập xuân mà nghìn hẹn quên quý ơi đông cụ phong phú phí buôn đồ.
Lượn trải hảo, nhang bị cửa hàng nâng xe bài trùm, bài khai đàn tính và bài thình của cái thổ cẩm của dân tộc Tày, rú phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Rú này khoen chăn lai nghe đàn tính, đài sưởng của trải hảo táng hết óc. Trải hảo hử chắc thân cả này, vì nâng khai đẩy quạng chết bác, thân pét bác nghe đàn tính. Sàng hét hử bại dự án tạp dự, lê trai khai bay khóp tặng nước, đẩy pi nọng sấn xem tạp dự, vằn, càng lai. Và này, mà thanh này là xoa đàn mà tức là hăng mì lai loại, lai và cứ âm thanh tê rất là đầy. Vậy này, ao mà ái dự nghe mưa the tức. Vậy nên lâu hắn rú Bắc Cạn để mì lai tì khai cái đàn và cứ đàn này âm thanh thế đạt cái yêu cầu chất lượng của đưa lại. Cũng hắn mì trong tham tì khai đàn tỏ hắn dư này về lai loại đàn giá là mọi cần đều dùng đầy. Và âm thanh đàn tầng cứ vậy này, cứ mạnh này, bầu đàn này rất là đầy. Vậy là sẽ quyết định áo nghe nước mưa tức. Trải nông quang nghĩa, nòng áo ó của trải hảo, cùng lè cần nâng chắc tức đàn tính, nát điếp tiền then đàn tính. Tứ tì, trải cùng đạ lồng lèng, tải nài hưa pì trải của lầu, hét óc bại nghĩa đàn tính đây vạ mòng niêm phan trài chăn cả hôn hỉ vì đẩy hết việc của lầu nát điếp vạ mì thu nhập ổn tình rú chính lườn lầu nắm lèo pây xa việc hết rú quay lườn hăn tình hăn ăn then tính như bảy nửa đài nên đây cũng hay mà lầu cũng ngấm của ăn tu cần lầu đam mê mà lại lầu cũng hết tức thon tức đàn hát then xong là cùng mê ăn đam mê cùng sản xuất ở bảy ăn đàn thê cung cấp ở bệnh nọ hết thê mê ăn thu nhập ở đang lâu thôi xong là cùng đam mê là vừa chướng chấp ăn cái văn hóa dân tộc Tày đâu thê khỏi từ mai một mưa lăng vâng về này khỏi so hát thong cầm bài then lục khảm khắc. Cần quê nục khảm khắc lòng mà lòi lòi ròng tiếng na tiếng nắc tình nghĩa nục khảm khắc nắc na. Bạn đông phía mày cài ơi pi pi nục mà nấy hết rằng pi nấy mà bấu hắn rằng câu khảm khắc xa rằng mơ ti đai có mẹ bên rồi rồi bên khấn còi lùng rong môi ti phát rầy đó lẻo thơ nục cuồn trang chim chớ nục rong người bò mê nục than vòng đuôi căn hua bươn hốc ngắm quá. Tỉnh đoàn Bắc Cạn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Cạn, các 6 câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bắc Cạn khai chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Cạn bày tài lý vi song xiên nhị xếp lý lươn trải hảo bao mì trải hảo
Mìa và nọng áo của Trại Hảo đã tham gia cuộc thi 6 chủ đề. Chướng trực bại dương đây mạc của văn hóa dân gian truyền thống, trang nghệ thuật, hạt then, đàn tính, nhạc cụ, chìa khóa truyền thống, dân tộc, tài nùng và đã xuất sắc đại giải nhất của cuộc thi. Quá tì, có phấn hết thử nghệ thuật, hạt then, đàn tính, đại lai cần chắc thân hơn. Ết lê chướng chấp bại dương đây mạc của di sản then tính, trang tẩy sổng và tròi lai cần chắc thân hơn. Giải căn chướng chấp bại dương đây mạc của văn hóa dân tộc Tỷ Phuông. Ngoan ấy là đấy cam mời của bảng huyện đoàn Bạch Thông là bong khỏi cùng mảnh dàn xây dựng nghe dự án khởi nghiệp. Quá trình mà bọn khỏi đã hết đấy từ phi song xiên phiếu phá clip cấu mà thân cái này là cùng lòng cả mảnh dàn chia sẻ vào bài phí nổng sẽ chắc ăn quá trình hết việc là cùng may mắn là ăn thành quả lâu đạt đấy cùng đấy phí nổng ghi nhận và ban giám khảo ghi nhận cùng quá cuộc thi này đã có phấn tròi lai cần chắc thân và xài căn chướng chấp bại dương văn hóa đây mạc của dân tộc quá nghé đàn tính lèo điệu hạt then cùng vẹn sửa khóa của dân tộc lầu nảy cùng lè bừa xe bại thanh niên sắm ón rú Tỷ Phuông xài căn chắc và chướng chấp ao xe bại dương văn hóa đây mạc của Tỷ Phuông lầu và hết đây nèm phong trào văn hóa văn nghệ rú Tỷ Phuông cùng vẹn mi việc hết và mì đẩy thu nhập hử đang lầu trang lườn nhọn pẹn mưa hết óc nghe đàm tính cùng pẹn tham gia bài câu lạc bộ biểu diễn rú bại sự kiện biểu diễn hử pì nọng sở quay thân lìn liều dương trồm rú tỉnh Bắc Cạn của trài nông quang hảo giải pì nọng nát điếp hạt then đàm tính rú xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông và lai Tỷ Phuông đai của tỉnh Bắc Cạn là việc hết chăn đây mạc, mỹ ý nghĩa cải luông, tròi tiền tính đàn then, thân đẩy sáu lai cần hơn trang tặng nước, có phấn khảo chướng chấp bại dương đây mạc của văn hóa dân tộc Tỷ Phuông. Khe tiền hạp then đàn tính, càng văn càng bên quê, có phấn khảo chướng chấp bại dương đây mạc của văn hóa dân tộc, ao Tỷ Phuông bay khẩn, cổ vụ xim sẩy thi đua điếp nước, hết kha bản mớ, hết nèm tơi sổng văn hóa rú búng dân cư hết đây mửa kinh tế xã hội ao Tỷ Phuông điên nước văn càng tây khẩn chào mạc